Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, những ngày dịch bệnh như thế này, giãn cách xã hội là điều mà chúng ta cần phải thực hiện để đồng lòng cùng nhau đi qua đại dịch. Mặc dù đây là thời điểm khó khăn, nền kinh tế bị giảm sút, hoạt động kinh doanh bị đình trệ, nhưng rồi tất cả sẽ chóng qua. Đúng thật là với tình hình này, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khả năng kiếm tiền của mỗi người phụ thuộc vào cách suy nghĩ của họ. Vì thế, đối với những người có tư duy làm giàu, bất kể hoàn cảnh nào cũng không thể làm khó được họ. Thay vì đầu tư một cách hồ đồ, bạn nên học cách kiểm soát tiêu dùng, quản lý dòng tiền hiệu quả. Có như thế sau này mới có thể tạo ra càng nhiều của cải hơn. Vậy rốt cuộc, phải kiếm tiền và quản lý dòng tiền như thế nào để luôn cảm thấy giàu có? Tư duy làm giàu đỉnh cao mà người thành công luôn áp dụng là gì? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Mấy năm gần đây, thế giới lúc nào cũng bị bao phủ bởi bóng đen của dịch bệnh. Từ những mất mát to lớn về người và của, chúng ta hiểu ra rằng không ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ có sự kiện thiên nga đen nào diễn ra nữa hay không. Thế nên, không phải nói xui, nhưng bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước rằng một ngày nọ bản thân rất có nguy cơ bị thất nghiệp. Thử nghĩ xem, nếu bạn mất đi nguồn thu nhập hàng ngày, bạn dựa vào tiền tiết kiệm sẽ có thể trụ được bao lâu? Tuy còn tiền tiết kiệm tiêu dùng, nhưng mỗi tháng nào là tiền mua xe trả góp, nào là tiền thuê căn hộ, tiền ăn ba bữa, sinh hoạt tiêu dùng các nhu yếu phẩm hàng ngày, tiền học cho con, tiền gửi bố mẹ và chi phí y tế đột xuất. Tất cả mọi thứ bỗng trở nên khó khăn khi cần tiền chi tiêu liên tục. Chồng của cô ấy có phụ giúp nhưng cô ấy có tính tự lập cao, ngại mở miệng xin anh ấy nhiều hơn. Việc này khiến cô ấy bị stress cả tháng trời. Thế đấy, chi phí tiêu dùng rất thiết thực. Nó sẽ không vì bạn thất nghiệp mà kết thúc. Mỗi ngày của cuộc sống đều đòi hỏi có chi phí duy trì. Có hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược nhau như sau. Bạn hãy lắng nghe và thử suy ngẫm xem nhé. Lily là một nhân viên bán hàng bình thường. Cô ấy đã kết hôn cách đây 2 năm. Ở công ty cô ấy làm việc trước kia có một quy định cấm yêu đương, nếu không sẽ phải chủ động xin từ chức. Cô ấy vì tình yêu đã gác lại sự nghiệp, nhường vị trí cho người khác. Một năm trước, Lily mang thai và sinh em bé. Mẹ chồng nghe tin vội dọn đến để dễ chăm sóc. Nhưng do tính cách và thói quen khác biệt giữa hai người họ thường nảy sinh mâu thuẫn. Vì để duy trì gia đình êm ấm, cô ấy lại tiếp tục nhượng bộ, ngày nào cũng vì phiền muộn mà thức đến giữa đêm chưa ngủ. Tiền tiết kiệm đã tiêu gần hết, vì vậy cô ấy nghĩ đến việc kinh doanh. Cô ấy nhập quần áo về và thuê một mặt bằng gần nhà để bán. Nhưng cửa hàng mới mở chưa đầy 1 tháng, dịch bệnh bùng phát và hoành hành khiến kinh doanh thua lỗ. Vài tháng tiền thuê nhà cứ thế ra đi vô ích. Thời điểm đó cô ấy như rơi xuống đáy vực, lúc nào cũng suy sụp và khóc lóc nói, không có tiền là không còn hy vọng, tôi thực sự thất bại. Cũng chọn lấy chồng và sinh con cách đây 2 năm, nhưng Thanh Thanh lại có cuộc đời ngược lại. Sau tốt nghiệp, Thanh Thanh nhận mức lương ít ỏi ở công việc lễ tân một thời gian. Bước ngoặt cuộc đời của cô ấy xuất hiện khi bản thân cô ấy có cơ hội tiếp xúc với công việc quản lý tài chính. Cô ấy cố gắng học cách tăng thu nhập và giảm chi tiêu, kiểm soát các khoản chi không cần thiết, thu chi rõ ràng, học kỹ năng quản lý tài chính, phân bổ tỷ lệ đầu tư hợp lý. Nhờ vậy, ở nhà cả chồng và mẹ chồng đều chủ động nhờ cô ấy quản lý tiền bạc. Có ai mà không thích một cô con dâu giúp gia đình điều chỉnh thu nhập luôn phát triển ổn định đâu chứ? Nhờ học hỏi được quản lý chi tiêu phù hợp, cô ấy đã thành công trong nhiều dự án tham gia đầu tư bất động sản. Thanh Thanh thường nói, nếu bản thân không quản lý tiền, tiền cũng sẽ không quản lý bạn. Nếu đợi đến lúc có tiền mới học cách quản lý, vậy bạn sẽ không bao giờ có tiền. Luôn có người cho rằng đầu tư tài chính là trò chơi của người giàu, ai nhiều tiền mới dám đụng đến. Thực ra không phải. Nếu bạn dám chủ động tìm hiểu, quản lý tài chính là kỹ năng mà ai cũng có thể học. 12 ngày, bạn không đủ để theo đuổi bộ phim truyền hình yêu thích, nhưng có thể tìm hiểu và học hỏi nhiều điều, đủ để bạn bước sang cánh cửa giàu sang. Bạn hãy nhớ điều quan trọng này, người nghèo kiếm tiền bằng thể lực, người giàu kiếm tiền bằng tiền. Khả năng kiếm tiền của mỗi người phụ thuộc vào cách suy nghĩ của họ. Người lao động dù dậy sớm chăm chỉ làm việc đến đêm, thu nhập cao nhất cũng chỉ từ 8 đến 10 triệu trên một tháng. Nhưng những người biết quản lý tài sản, có nghỉ ngơi và tận hưởng thì tiền vẫn tự động chạy vào túi. Năm nay bạn 30 tuổi, hàng tháng trích ra 1,5 triệu dùng quản lý tài chính. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Lãi kép trong quản lý tài chính thường được gọi là lợi nhuận hoàn vốn. Ở tuổi 40, nếu quản lý tài chính có hiệu quả, bạn sẽ kiếm được 316 triệu. Nhờ đó không cần lo lắng về chi phí học tập của con cái. Ở tuổi 50, tiếp tục số tiền nhận được sẽ là 972 triệu.
vậy việc nghỉ hưu và tự cung cấp cho bản thân không phải là vấn đề lớn. Ở tuổi 60, với số tiền dư giả, bạn có thể tự do đi những nơi mình thích, ăn những gì mình muốn vì tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Einstein từng nói, lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Điều này không sai chút nào, học cách quản lý tiền thường quan trọng hơn việc kiếm ra tiền rất nhiều. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải nắm vững quy luật và hoạch định chiến thuật hữu hiệu thay vì chỉ đầu tư một cách hồ đồ. Lao động tay chân tuy mệt cái thân nhưng khỏe cái đầu. Ngược lại, kiếm tiền bằng trí óc thì khỏe cái thân nhưng cái đầu lại phải chịu áp lực lớn. Suy cho cùng, kiếm tiền là vất vả, nhưng nếu muốn giàu nhanh thì chắc chắn kiếm tiền bằng trí óc sẽ hiệu quả hơn. Trong xã hội có 3 cách kiếm tiền và 3 cách này cũng đại diện cho những kiểu người trong xã hội. Đừng hỏi vì sao người ta ngày một giàu lên, còn mình thì đến nuôi bản thân còn khó. Người thông minh sẽ áp dụng những cách kiếm tiền vừa hiệu quả lại không tốn sức. Vậy 3 cách kiếm tiền đang tồn tại trong xã hội là gì? Bạn đã và đang áp dụng kiểu kiếm tiền nào rồi? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, đừng bỏ lỡ phần tiếp theo ngay sau đây các bạn nhé! Thứ nhất, cách tư duy của người giàu, dùng tiền kiếm tiền. Có rất nhiều định nghĩa cho việc dùng tiền kiếm tiền. Chơi cổ phiếu, gửi ngân hàng, cho vay tiền, v.v. đều là dùng tiền kiếm tiền nhưng không bền và khó để làm giàu. Trong giới kinh doanh, ít ai không biết đến tỷ phú Lee Seok-hee. Ông được mệnh danh là Warren Buffett của Hồng Kông. Với khối lượng tài sản cây xù và sở hữu nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới, cha ông là một người chuyên kinh doanh vàng, tiền tệ. Với bước đệm này, ông không chỉ dừng lại ở đó mà còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Với sự linh hoạt, tinh danh, ông nhanh chóng nhân tài sản của mình gấp rất nhiều lần so với số vốn ban đầu. Với những ai ngay từ đầu đã có một số vốn nhất định thì nên nghĩ đến việc áp dụng phương pháp này. Chẳng hạn như dùng tiền mua đứt một cửa hàng để kinh doanh. Việc mua lại một cửa hàng có rất nhiều điều lợi. Thứ nhất, nếu bạn không đủ khả năng trả hết thì có thể trả góp hoặc là vay mượn thêm. Sau này cửa hàng làm ăn khấm khá, trả hết nợ thì cửa hàng sẽ thuộc về bạn. Rất nhiều trường hợp, chủ thuê cửa hàng thấy người thuê ăn nên làm ra, nảy sinh ý định thu lại cửa hàng. Nếu vẫn đi thuê, để tiếp tục làm ăn, bạn chỉ có thể trả thêm tiền thuê hoặc phải dọn đi sau khi hết hợp đồng. Thứ hai, bạn chưa hề chắc chắn về lượng khách sẽ đến cửa hàng, số tiền lời lỗ ra sao mà đi thuê một cửa hàng lớn để làm ăn thì không tránh khỏi các rủi ro đáng tiếc. Đầu tư để sinh lời luôn là mong muốn của bất kỳ ai. Nhưng đầu tư thông minh, khoa học và thực tế để không ném tiền qua cửa sổ thì không phải ai cũng biết. Vậy nếu bạn không có vốn nhưng lại muốn thực hiện cách này thì sao? Hãy bắt đầu bằng việc tiết kiệm. Sau vài năm đi làm với số tiền tiết kiệm được, bạn có thể dùng số tiền này để đầu tư sinh lời. Bất kỳ ai muốn thoát khỏi việc làm công sở buồn tẻ, làm công ăn lương thì hãy nghĩ ngay đến cách này để sau khi có vốn, có thể bắt tay ngay vào làm việc. Cơ hội làm giàu vốn được chia cho tất cả mọi người. Có những người có bước khởi đầu thuận lợi hơn, nhưng không có nghĩa là những người chưa giàu không có khả năng làm điều đó. Tất cả phụ thuộc vào tư duy và mong muốn kiếm tiền của bạn mà thôi. Thứ hai, dùng trí kiếm tiền, cách kiếm tiền của người có năng lực. Đối với lớp người dùng trí kiếm tiền, trước hết họ phải có năng lực, sự siêng năng và ham học hỏi. Năng lực càng cao, trình độ chuyên môn càng vững thì phần trí sẽ được đền đáp càng hậu hĩnh. Tất nhiên, dùng trí kiếm tiền cũng áp lực không kém so với việc dùng tiền kiếm tiền. Lúc còn trẻ, bạn chưa có kinh nghiệm, vốn liếng cũng chưa nhiều nên đây là cách phù hợp nhất để kiếm tiền. Sau vài ba năm, kinh nghiệm tăng lên đồng nghĩa với đồng lương cũng được trả phù hợp với vị trí và năng lực. Tuy nhiên, càng ngày bạn càng lớn tuổi, dù có kinh nghiệm trong tay nhưng lại mất đi sự trẻ trung, ý tưởng mới lạ, sức khỏe yếu dần. Từ sau 35 tuổi, rất nhiều người phải đối mặt với việc cạnh tranh với lớp trẻ nhiệt huyết, khả năng đào thải cao. Nếu ai từng theo dõi Shark Tank, chắc hẳn sẽ ấn tượng với anh chàng Đinh Minh Quyền, 29 tuổi. Anh đã thành công trong việc thuyết phục Sắc Thủy đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, mặc dù anh chỉ có kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực ngân hàng. Với đầu óc quan sát nhạy bén, anh nhận ra tại Biên Hòa, Đồng Nai, chưa có nhiều môi trường học tiếng Anh cho học sinh, công nhân như các thành phố lớn. Từ đây ý tưởng tạo ra một quán cà phê giá rẻ chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh đã ra đời. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi đàm phán, anh đã được rót vốn 5 tỷ đồng cho chuỗi Talk Cà Phê của mình. Thực chất, anh Quyền bắt đầu việc trở thành doanh nhân của mình từ 8 năm trước. Ban đầu, anh dùng năng lực và kinh nghiệm của mình đi làm để tích lũy nguồn vốn và kiến thức. Sau khi đủ vốn, anh thuê mặt bằng các quán cà phê, thuê thêm giáo viên và bắt tay biến Talk Cà Phê trở thành hiện thực. Anh chính là hình mẫu cho việc nếu một người vừa biết kết hợp giữa dùng trí và dùng tiền để kiếm tiền thì chắc chắn con đường thành công sẽ luôn rộng mở. Khi tuổi tác ngày càng cao, việc dùng trí kiếm tiền mặc dù mang đến địa vị và giá trị cho bản thân nhưng áp lực ngày càng lớn.
Lúc này khi có nguồn vốn nhất định trong tay thì việc chuyển đổi từ dùng trí kiếm tiền sang dùng tiền kiếm tiền là một cách đầu tư hiệu quả. Thứ ba, dùng sức kiếm tiền hiệu quả thấp và không bền. Với những người sử dụng sức lao động để kiếm tiền, thực tế họ sẽ chỉ đủ sống và khó có thể giàu lên được. Con người dù lúc trẻ có khỏe mạnh thế nào, nhưng theo thời gian thì sức khỏe cũng xuống cấp. Nếu cả đời chỉ dùng sức để kiếm tiền thì thu nhập chỉ được tính theo giờ mà thôi. Làm giờ nào, có tiền giờ đó và ngược lại. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp giữa sức lực và trí tuệ, người lao động chân tay lại có rất nhiều cơ hội làm giàu. Chẳng hạn một người nông dân thay vì chỉ dùng sức để cày sâu cua bẫm có thể quan sát, nảy sinh nhiều ý tưởng về việc phát minh ra các loại máy móc hỗ trợ công việc. Hoặc với kinh nghiệm làm nông, họ có thể tìm ra những cách trồng trọt, chăn nuôi mới lạ đem đến hiệu quả cao. Không có nghề nghiệp nào thấp hèn, chỉ có những người không chịu lao động mới đáng trách. Nhưng nếu muốn giàu, dù sử dụng cách nào kiếm tiền cũng cần một thái độ nghiêm túc và sự mày mò học hỏi. Và để sáng suốt hơn trong việc kiếm tiền và quản lý tài chính, thì hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu. Do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp thực hiện hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Có nhiều con đường khác nhau đi đến sự giàu có, nhưng có những giá trị cốt lõi mà hầu hết những người giàu đều ít nhiều ý thức thực hiện nó. Đó chính là bí mật của những người giàu, của những bộ não tư duy triệu phú. Họ luôn tìm cách để kiếm tiền từ trí tuệ, chứ không nai lưng vất vả để kiếm được 1-2 đồng nhỏ lẻ. Chính vì thế, hãy học hỏi điều này và nhanh chóng trở nên giàu sang các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công.